Cây ba kích là một loại cây dây leo sống nhiều năm, thuộc họ cà phê. Cây có nhiều tên gọi khác nhau như ba kích thiên, nhào thuốc, ruột gà. Cây có nguồn gốc từ Trung Quốc và hiện nay được trồng rộng rãi ở Việt Nam, đặc biệt là ở các vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Cây thường mọc ven rừng đồi núi có độ cao dưới 500m. Cây ba kích có thân mảnh, lá đơn nguyên mọc đối chữ thập, hoa nhỏ màu trắng hoặc vàng, quả kép phủ lông màu đỏ khi chín. Phần rễ cây là bộ phận được sử dụng làm dược liệu nhiều nhất. Rễ cây có hình trụ tròn. Bên ngoài lớp vỏ cứng màu vàng xám, phần lõi bên trong màu hồng nhạt. Rễ cây có vị ngọt hơi chát và không có mùi, cây ba kích có nhiều công dụng trong y học cổ truyền. Theo đông y, rễ cây ba kích có tác dụng bổ thận dương, kích tinh khí, hoạt huyết thông kinh, giảm đau. Cây được dùng để chữa các bệnh như liệt dương, di tinh, tiểu đường, phong thấp, đau lưng, đau xương khớp, cây cũng có tác dụng giảm huyết áp và chống oxy hóa. Cây ba kích thường được sấy khô, cắt thành đoạn ngắn hoặc bào thành bột để sử dụng làm thuốc hoặc ngâm rượu. Cây ba kích được coi là thần dược phòng the, biệt dược phòng the giúp nâng cao khả năng hoạt động tình dục, giúp các quý ông bổ thận, tráng dương, tăng cường sức khỏe sinh lý. Cây ba kích chứa nhiều chất hoạt tính như antragolip, các serum và các chất vô cơ như ca, na, mg, phe, cu, nờ, những chất này giúp bổ thận, tăng cường dương khí, giúp sinh lực của đàn ông được dũng mãnh hơn, có nhiều cách sử dụng cây ba kích để tăng cường sinh lực, cường dương, bổ thân cho nam giới. Tuy nhiên, cây ba kích cũng có một số lưu ý khi sử dụng. Cây không nên dùng cho người âm hư. Hỏa thịnh, táo bón hoặc có bệnh gan thận. Cây cũng không nên dùng quá liều hoặc kéo dài vì có thể gây ra các tác dụng phụ như buồn nôn, chóng mặt, đau đầu ngoài ra cây ba kích cũng cần được thu hái và chế biến đúng cách để đảm bảo chất lượng và an toàn đặc biệt lưu ý bạn nên đến gặp những thầy thuốc y học cổ truyền việt nam để cho bạn liều dùng